là làm phải không? Phải, không phải. Ở phần hội thoại đầu tiên, chúng ta đã biết bố của bạn Mai làm nghề gì rồi, đúng không nào? Vậy mẹ của Mai làm nghề gì? Bây giờ chúng mình cùng theo dõi tiếp đoạn hội thoại và chú ý đến phần mẫu câu mà chương trình đã đưa ra nhé. Đây là bố tớ này. Bố cậu làm nghề gì? Bố tớ làm kỹ sư xây dựng. Mẹ cậu là công an phải không? Phải, mẹ tớ làm công an. Mà sao cậu biết? Tớ nghe nói thế. Thế anh cậu làm nghề gì? Anh tớ làm nghề kỹ sư xây dựng. Ở clip trên, Nam đã hỏi Mai về nghề nghiệp của mẹ bạn Mai. Chúng ta hãy đọc lại câu hỏi của Nam nhé. Mẹ cậu là công an phải không? Mẹ cậu là công an phải không? Mai đã trả lời câu hỏi này của Nam như thế nào nhỉ? Mời các bạn cùng đọc lại câu trả lời này. Phải, mẹ tớ làm công an. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại câu trả lời của bạn Mai để luyện tập cách trả lời đúng cũng như nhấn trọng âm trong câu trả lời nhé. Phải, mẹ tớ là công an. Mẹ cậu là công an phải không? Phải, mẹ tớ là công an. Trong đoạn clip trên, Nam hỏi Mai, mẹ cậu là công an phải không? Rất khác với cách hỏi ban đầu, bố cậu làm nghề gì? Vậy cách sử dụng mẫu câu phải không như thế nào? Là làm phải không? Tức là khi chúng ta đoán biết nghề nghiệp của ai đó nhưng chưa chắc chắn, còn nghi ngờ mà phải hỏi để cho rõ. Cấu trúc, đại từ, chủ ngữ, cô ấy, mẹ bạn ấy, mẹ cậu, bố cậu, cộng là làm, cộng nghề nghiệp, cộng phải không? Câu trả lời cho câu hỏi này dùng để khẳng định hoặc phủ định. Phải, không phải, cộng chủ ngữ, đại từ, cộng nghề nghiệp. Đôi khi chỉ cần trả lời ở thể tóm tắt là phải, không phải. Ví dụ, anh Thuận là bác sĩ phải không? Trả lời, phải, anh ấy là bác sĩ. Hoặc trả lời, phải. Nếu trường hợp anh Thuận làm công an hoặc một nghề khác thì trả lời, không phải, anh ấy làm công an. Hoặc trả lời, không phải. Hiểu hơn cách sử dụng mẫu câu trên, các bạn xem và trả lời những bức ảnh xuất hiện trên màn hình các nhân vật với nghề nghiệp tương ứng có đúng với công việc của họ không nhé? Chú ấy là bác sĩ phải không? Phải, chú ấy là bác sĩ. Bác ấy là công nhân phải không? Không phải, bác ấy là nông dân. Cô ấy là giáo viên phải không? Phải, cô ấy là giáo viên. Cô ấy làm bác sĩ phải không?
Không phải, cô ấy làm nội trợ. Bây giờ, mời các bạn chơi trò chơi đố vui. Các bạn hãy đoán xem những câu thơ sau đây chỉ về nghề nghiệp nào nhé. Ai mặc áo trắng, có chữ thập sinh, tiêm thuốc chúng mình sẽ mau lành bệnh. Y tá, bác sĩ. Nghề gì khuyên bảo chúng ta điều hay lẽ phải cho ta nên người? Giáo viên. Nghề gì cần đến đục cưa làm ra giường tủ sớm trưa bé cần? Nghề thợ mộc. Người ta đi cấy lấy công, tôi này đi cấy còn trông nhiều bề. Trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm. Nông dân.